Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Video hôm qua thì các bác theo dõi cũng biết là anh em vừa đổ xong cái bê tông xà mũ, và buổi chiều thì anh em cho tháo chấm cũng như là dọn dẹp lòng suối. Hôm nay thì chính thức sẽ đào móng cái mố thứ hai các bác. Mố thứ nhất là gần như là hoàn thành được hơn 80% rồi, còn một số những cái chi tiết nhỏ nữa thôi. Hôm nay thì anh em lên sau một chút vì là liên hệ được các mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ, thì anh em cho thêm 10 tấn xi lên để tí nữa chắc phải đầu giờ chiều chắc là xe mới lên đến đây. Hôm nay thì mình huy động khá là đông bà con ấy, bởi vì là bốc 10 tấn xi nó cũng khá là căng các bác. Bên kia thì hôm qua thì anh em cũng cho cán bộ thôn bảo là cho bà con ra sớm để mà tháo ốp pha. Đây đang dọn mấy cái viên đá ở chỗ này lên ở tí nữa. Cẩn thận nhá chị ơi. Anh chị ơi, để ý đằng sau nhá. Để em đi đã. Đấy, bà con tháo xong cái cốp pha rồi các bác. Đấy, cái này là từ dưới móng lên nhé. Móng là lên đến cái mặt này là phải mấy mét rồi. Cái này hơn 6 mét rồi. Mấy nữa còn gác dầm lên đây nữa. Đây, khá là dày. Đúng 1 mét nhé. Dày đấy các bác ạ. Hôm qua thì còn cốt pha nên là nhìn nó không được rõ mấy. Đây bên này bà con để bên này rồi. Tháo hết đinh các thứ ra rồi. Đấy bà con ở trên này thì ra sớm để mà chủ động những công việc này thì quá tốt rồi. Xin chào nhá. Hôm nay lực lượng ủng hộ nhá. Đang gom những cái viên này là máy xúc không gom được các bác. Cái này phải gom bằng thủ công thôi. May ra thì gom để đây xong là lát được đống thì máy xúc mới cho lên dầu, cho lên trên đường này được. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 người. Đấy. Đi xuống phía dưới này một chút. Hôm qua là máy xúc vừa đắp xong cái chỗ này. Hôm trước là thành cái hố xuống khá là sâu. Sắp được cấy chưa? Bà con sắp được cấy chưa? À, sắp được gặt chưa? Quên mất. Cấy xong lâu rồi nhỉ? Chủ yếu là gom bên này, bên trên này trước nhá. Tí nữa máy xúc nó đào móng này là lại phải lấp đi đấy. Gom bên trên này nhá. Xong rồi tí. Xong lát mới lấy bên dưới này. Tập trung lấy bên trên này trước này. Hôm nay được lực lượng tráng sĩ đông. Thank you.
Mùa này trên bản có quả gì chua chua ăn được không? Mùa này á? Ừ. Trên này không có mận đâu nhỉ? Thấy ở chợ họ bán mận là không biết lấy ở vùng nào về. Nó lấy ở Sơn La. Sơn La á? Không có cỏ xoài, cỏ muống gì à? Đúng rồi, đoạn này thì đi vòng đường trên luôn. Để nhặt nhặt đoạn này tí đã nhá. Bây giờ xuống gom ở bên dưới thì làm cái dây chuyền lên nhá. Đoạn này hết rồi mà viên to thì không nhấc được. Mấy tráng sĩ xuống đây nào. Ở đây cho một đội thôi. Một đội vẫn gom bên dưới này lên này. Hòn nào to quá thì thôi. Để lúc nào máy xúc rồi lấy gầu xuống nhấc cho vào gầu thôi. Lấy hòn vừa vừa thôi. To quá mấy cái hòn này. Này không nhấc nổi. Chỉ có máy xúc thôi.
bó trụ bên này thì cả hai bên tường kè nữa, anh em cũng đổ vào khoảng mấy chục khối đá rồi. Còn hôm nay mới bắt đầu đào cái mố bên kia thì đợt trước cũng gom được hơn 80 khối đá. Nhưng mà các bác nhìn cái lượng đá ở bên này anh em cũng sử dụng khá nhiều, gom được bên kia thì đống bên kia thì ít hơn. Nên là cũng cùng với bà con là cố gắng gom, vừa làm móng lại vừa gom đá nữa, hy vọng sẽ ổn. Mố cầu hai bên này anh em cũng cho sát vào cái mố cầu tạm cũ ấy, thì có điều là nó hay hơi xê dịch vào bên trong kia một tí thôi. Cái này về xuống khoảng hơn mét nữa thì bắt đầu có đá này, hy vọng là sẽ ổn các bác, không phải đào nhiều như ở bên mố vừa xong này. Mố vừa xong này xuống khá sâu, mấy mét. Thank you.
Gặp đá khủng rồi đấy. Hòn này cũng chưa chắc, hòn kia còn to hơn ấy, em nghĩ hòn kia to hơn ấy. Bắt đầu xuống đến mặt suối này gặp đá to rồi. Nếu mà không ra được thì phải xử lý cách khác. Hòn này phải đến 2-3 mét rồi quá. Từ đây, từ ngoài này vào nè. Tí nó vét hết đất đi thì các bác mới nhìn rõ này. Đấy, hòn đấy cũng khủng. Rồi. Cái đoạn kia anh em chỉ quăng lên tạm thôi các bác nhé. Tí nữa sẽ
sẽ san ra và máy xúc sẽ làm bằng đi để bà con đi lại. Đang cố gắng khoét xung quanh cái tảng đá này, có thể nó vẫn sẽ còn ăn sâu vào trong đất này nữa. Vừa nãy cũng cậy thử rồi nhưng mà không thấy nhúc nhích gì cả. Nhung như tí nào luôn, căng phết. Hai bên hai hòn đá to. Bà con thì vừa chuyển đá từ dưới suối lên trên bờ rồi. Hiện tại đang dồn đá ở đường trên kia, dồn xuống phía dưới này. Thank you.
Đấy, máy xúc vừa san xong cái chỗ này. Ôi sợ thế. Máy xúc vừa san xong cái chỗ đường để bà con đi tạm ấy. Hiện tại trời đang bắt đầu mưa rồi các bác. Sợ quá, vừa nãy ra ngoài kia xét đánh đung đoàn này. Anh em chắc là cho rừng đào móng đã. Xe xi lại còn đang lên nữa cơ. Mấy phút nữa vào đây rồi. Bà con vào trong này ngồi đi. Sợ quá. Có cái quả ấy đây, quả xoài, quả mận đây mà mọi người. Đấy, ngồi lên trên kia đi. Ngồi lên, cứ ngồi lên không sao đâu. Không có quả này à, trên bản không có quả này à. Quả này ăn chua hết ý rồi. Có nhưng mà chưa ăn. À, nó vẫn bé ạ. Chứng tỏ trên này nó mọc chậm hơn nhỉ, ra chậm. Chắc trên này nó mát hơn. Vâng. Có trồng được quả táo mèo gì không? Đào gì không? Không có đâu nhỉ. Đào thì có nhưng mà chưa chín đâu ở mùa này. Ừ. Cái này đi. Cái này nhà nó lào. Nhặn đi, nhặn nhặn ngô, nhặn xoài. Ôi, cứ ăn thoải mái đi. Nhặn xoài. Xoài nhà mình năm nay. Ôi, anh em làm gì đông đông đi. Vào đây đi, mấy anh em vào đây giải lao một tí đi. Có lao cái gì đó, mất tỏi là... Mồm nó cứ kêu mãi nhỉ. Đấy, chấm súp ngon. Nhặt đấy chị em, nhặt đi. Xoài này là của nhà ấy. Vợ anh Trinh mang lên mà. Đấy, phải mận nữa. Nhiều mà. Cái này không phải mua đâu. Vào đây mấy anh em vào đây. Đây bên này hôm nay có vợ anh Trinh với vợ A Quỳnh lên nấu cơm đây. Thơm cái món này rồi. Cá khô huyền thoại. Cá khô hôm nay có món lạ. À, món lạ. Tí nữa sẽ ghém vào cái cỏ mần trâu này. Đấy, ăn chanh con trâu. Cả rau ngót nữa, ghém với rau ngót này. Ở trên này mà có lá lốt thì thêm lá lốt. Quả ngóa nữa. Ủa? Các anh thì không giỏi ăn đâu. Cái này chưa cây vậy em ăn. Em ăn hết thì không có quần. Em đau bụng thì sợ cái gì? Bên cuối này. Chắc là các em được. Em có hơn. Nướng cả hạt rồi kem à? Hay là mỗi ớt không? Đào thì đào qua chút xa. Đó, đào mới đào.
Đây xe xi lên đến đây rồi các bác, may quá chỉ mưa một tí thôi. Cho vào trong này chú ơi. Lùi vào trong này này. Ui, cái đường này mưa một tí đã có nước như này. Cho mấy xe này lên trên này đi em. Mình lật lật từng mảng một tí thôi. Đấy, từng mảng một tí thôi. Mình bốc xong cái đoạn kia đã xong mình lấy đấy. Ẩm tí bỏ ngoài không ảnh hưởng đâu. Dọn cái này đi. Mấy bao nào ẩm đi xếp ra gần gần chỗ này luôn. Để đổ móng luôn. Cái này để gọn đi tí đông người này. Vâng. Xếp gọn cái này vào cho cháu. Cho na gì ăn chơi một này ăn thì cái na lấy trước à. Để đổ móng. Đổ móng trước. Chân em nhá. Đi. 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 Đ
5 lít thôi, không nhiều nhiều ạ. Con tôi trong này, con tôi trong này. Quần áo gì đấy bây giờ là? Quần áo quần bê tông. Quần áo gì? Không phải là cái hệ đặt nữa. Cái em đứng ra cũng phải cao này. Cũng là người lớn của mấy bà bốc cầu nọ. Mấy người cũng phải chịu thế. 10 tấn xì cho vào trong kho này an toàn rồi các bác. May quá, nó chỉ mưa một lúc thôi. Bây giờ trời lại hứng nắng đây này. Đây cái thời tiết ở trên này nó thay đổi thất thường thế này đấy. Nhưng mà ai mà không thích nghi tốt là dễ bị ốm lắm. Đấy. Tiết này khó khăn lắm. Đấy. Anh Ninh thì mấy hôm mưa mưa nắng nắng, hôm nay lại không được khỏe, chắc nghỉ 1-2 hôm mới lên công trình được. Anh em còn đi bản nhiều còn dễ thích nghi rồi đấy. Ok, tôi là 10 tấn xi đã lên và anh em gặp khó khăn một chút về thời tiết. Chắc là xem nó ổn không đã thì anh em mới đào cái móng kia trước. Thì cái hôm nay thì mua 10 tấn xi thì hết 15.550.000. Một phi dầu nữa, 4.060.000 nữa. Đấy cũng gần 20 triệu rồi. Nên là kinh phí nó cũng khá là hạn hẹp rồi. Rất là mong các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ ủng hộ để bà con anh em có kinh phí thực hiện công trình, nó chạy đua với thời điểm này bắt đầu vào mưa lũ rồi các bác. Có lẽ là video anh em cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.